Hello, chào mừng các bạn quay lại channel Trần Hùng 83 mình nha. Và hôm nay mình cũng tiếp tục chơi chủ đề rắn cá mòi này các bạn. Một con nhạc hay quá. Hôm nay mình chơi một con sâu cực kỳ đen. Ôi trời, ba con rất đẹp luôn. Con thứ hai, con thứ ba đấy là xong rồi mình. Thứ đó mình lên mình đi giết rồi. To. Wow, to mà nó dài. Ôi, chạy nè. Ôi. Gì vậy? Mình lỡ chưa cái tay. Hồi nãy mình gặp luôn rồi. Ôi, chạy. Lạng quạng mình bị nó giết mình giờ. Hello bạn, chạy đi đó. Ấy. Quá nguy hiểm. Thiếu nó hết nghe nhạc. Liều quá. Mình bắt thì để mình bắt đó nữa.
chứ. Kiểu này hỏi sao không nhanh lên top. Thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn video sau. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.